Chào mừng các bạn quay trở lại kênh bí mật của 5% người giàu có. Các bạn nhớ đăng ký hoặc subscribe. Nếu hay các bạn có thể like và share đến nhiều người hơn giúp mình nhé. Sau video tập 39 giúp bạn có được góc nhìn về quy trình tự đánh giá cho các bạn khởi nghiệp. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn video tập 40 quy trình khởi nghiệp kinh doanh. Mục đích của video này là giúp bạn có được cái nhìn rõ nét hơn về các bước cần thực hiện khi bạn khởi nghiệp kinh doanh. Tiếp tục video về nguyên lý quy trình chung cho các bạn khởi nghiệp. Video quy trình tự đánh giá cho các bạn khởi nghiệp là tổng thể của một doanh nghiệp cần phải có, phải định hình được các yếu tố cấu thành doanh nghiệp. Trong video này, mình chi tiết hơn để các bạn nhìn nhận tốt hơn. Quy trình khởi nghiệp gồm có 4 bước, cụ thể như sau. Bước 1, tìm hoặc tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Bước 2, nghiên cứu thị trường và lập dự toán chi tiết. Bước 3, xây dựng đội nhóm và huy động vốn. Bước 4, phát triển tứ diện kinh doanh. Bước 1, tìm hoặc tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Bạn có hai lựa chọn cơ bản. Một, tìm và bán một sản phẩm có sẵn trên thị trường. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao để có sản phẩm để bán? Sản phẩm nào dễ dàng có thể tìm được nguồn hàng ngay mà không phải đi đâu tìm kiếm? Đối với câu hỏi này, bản thân bạn xem xét tại nơi bạn đang sống có đặc sản hay làng nghề nào có sản phẩm vừa dễ bán, giá cả hợp lý, khoảng vài chục ngàn đến vài trăm ngàn là có thể bắt đầu được. Sau đó lên kế hoạch bán hàng online hoặc có thể bạn quan sát một cơ sở kinh doanh xem họ lấy hàng ở đâu, cách vận chuyển nhận hàng thế nào, hoặc đơn giản là lên Google search loại sản phẩm bạn nào bạn thích. Có am hiểu về sản phẩm đó, ban đầu bạn nhập một vài mẫu về xem xét, thử nghiệm độ bền, đẹp của nó có đảm bảo chất lượng hay không. Lúc đấy mới nhập hàng nhiều hơn để bán hoặc chỉ đăng mẫu lên có nhiều người chú ý thì mới nhập hàng về. Hiện nay có khá nhiều trang hướng dẫn nhập hàng từ Trung Quốc trên các trang Alibaba, Taobao, vân vân. Ngoài ra, bạn có thể bán sản phẩm bằng cách mở đại lý. Cách này bạn chỉ cần có một mặt bằng và tùy vào loại sản phẩm bạn muốn bán mà số vốn khác nhau. 2. Tạo ra một sản phẩm và trực tiếp phân phối. Hầu hết các sản phẩm đều tạo ra dựa trên một ý tưởng nào đó. Có thể là sản phẩm có sẵn trên thị trường rồi. Giờ bạn có ý tưởng cải tiến nó hơn, thêm một số công năng sử dụng vào hoặc bỏ bớt một số công năng nào đó để sản phẩm nhỏ gọn hơn. Ví dụ chuột máy tính trước đây phải cắm dây, giờ thì có chuột không dây kết nối bằng cổng USB hoặc Bluetooth, hoặc không phải mua pin mà chuột có tích hợp pin năng lượng mặt trời. Một số bạn khởi nghiệp mà luôn than là em không có ý tưởng gì hết, khan hiếm ý tưởng kinh doanh, dẫn đến làm gì cũng khó, thiếu tính sáng tạo. Nếu bạn có nhiều ý tưởng, luôn sáng tạo thì khả năng bạn chạm vào đâu cũng kiếm được tiền. Có hai nguyên lý cơ bản và ba cách tạo ra ý tưởng mới giúp bạn có nhiều ý tưởng hơn. Một, thay đổi thói quen đọc và xem của bạn. Hai, tìm vấn đề để giải quyết. Ba cách để sáng tạo ý tưởng mới. Lồng ghép kết hợp, giải quyết vấn đề, tư duy theo chiều ngang. Thay đổi thói quen đọc và xem của bạn. Một sai lầm của rất nhiều người là lãng phí thời gian của bản thân vì suốt ngày bận fake, lướt Facebook hàng giờ liền, đọc những tin tức vô bổ từ các báo lá cải, giết, hiếp, cướp, lộ hàng, scandal, tin giật gân vân vân, tin thể thao, thời trang, mua sắm trên các trang mạng như 24 giờ, Dân Trí, VN Express. Ngay bây giờ, bạn nên tập thói quen là chỉ đọc những tin tức liên quan đến kinh doanh, thông tin về kinh tế ở những trang trên, hoặc có thể vào một số trang liên quan đến kinh doanh, doanh nghiệp, thông tin kinh tế vĩ mô, GDP, lạm phát, CPI, PMI, lãi suất ngân hàng như CafeF, Vietstock, CafeBiz. Mục đích giúp bạn nắm được các từ ngữ, thuật ngữ kinh doanh và giúp bạn mở mang tư duy. Khi đọc tin tức đó, bạn sẽ biết dòng tiền dịch chuyển đi đâu, đang ở kênh đầu tư nào.
Ví dụ như hiện nay, năm 2020, lãi suất tiết kiệm ngân hàng giảm còn 6-8% một năm, trong khi đó lạm phát xấp xỉ 4% một năm. Như vậy, nếu bạn gửi tiết kiệm thì chỉ còn 2-4% một năm. Vì vậy, rất có thể dòng tiền được rút khỏi kênh tiết kiệm. Đọc báo thấy hàng ngàn tài khoản chứng khoán mở mới thì bạn biết được dòng tiền đang chảy vào chứng khoán. Nếu bạn có kiến thức về chứng khoán, bạn có thể tham gia vì chứng khoán không có ai là thiên tài. Thiếu kiến thức, bạn không nên tham gia. Ngoài ra, bạn nên thay đổi thói quen cầm điện thoại bằng thói quen đọc sách. Hãy mua sách về kinh doanh, bán hàng, đầu tư, v.v. Bạn sẽ tiếp cận được nhiều kinh nghiệm của những người đã đi trước. Khi bạn đã quen dần với văn hóa đọc và xem của mình trong khoảng 1-3 tháng, lúc này bạn luôn nhìn xa nhiều cơ hội và ý tưởng trong kinh doanh. 2. Tìm vấn đề để giải quyết. Có 3 loại vấn đề. Vấn đề của bạn, vấn đề của khách hàng, của người khác và vấn đề của thị trường. Ví dụ, bạn là giáo viên chuyển đến nơi ở mới, bạn không xin được vào biên chế cũng như xin việc làm giáo viên trước đây, bạn ở nhà nhiều, bạn sinh ra buồn chán. Nhưng sau một thời gian, bạn nhận ra bạn cần phải có công việc để làm, bạn mở lớp, ở nhà dạy các bạn nhỏ. Sau này bạn có thể kết hợp nhiều giáo viên khác mở lớp, dạy các môn khác nhau về âm nhạc, mỹ thuật, v.v. Đây là giải quyết vấn đề của bạn. Khi bạn đã có sản phẩm dịch vụ của mình, bạn đọc lại bài viết liên quan đến ưu nhược điểm của sản phẩm dịch vụ, quy mô và giá trị trong trang bí mật của người giàu. Có thể tóm gọn như sau, sản phẩm là vật cầm nắm được, có thể bán được số lượng rất nhiều, dễ mở rộng quy mô, dịch vụ thì hầu như không cầm nắm được, tập trung chủ yếu về giá trị tạo ra sự trải nghiệm cho khách hàng, nhược điểm một người khó phục vụ nhiều người cùng một lúc, khắc phục. Mở rộng quy mô bằng cách tạo ra quy trình thực hiện từng bước, rõ ràng để mọi người khi thực hiện đều tạo ra kết quả giống nhau. Người kiếm được nhiều tiền là người giải quyết được bài toán quy mô và giá trị cho khách hàng. Làm thế nào để sáng tạo ra những ý tưởng độc đáo? Đây là câu hỏi muôn thuở với những ai đang và sẽ bắt đầu khởi nghiệp con đường kinh doanh của mình. Để có một sản phẩm dịch vụ khác biệt, mới lạ, độc đáo, tạo nên lợi thế cạnh tranh và doanh nghiệp của bạn có chỗ đứng trên thị trường. Để có thể tồn tại được, doanh nghiệp phải cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phù hợp với nhu cầu của con người và giải quyết được các vấn đề của họ. Xin nêu một phương pháp hữu hiệu để tìm kiếm ý tưởng mới là suy nghĩ về những khó khăn mà mọi người đã gặp phải khi giải quyết nhu cầu hoặc các vấn đề của họ. Bạn có thể tìm ra cơ hội cho ý tưởng nếu sử dụng những cách sau. Sau đây là những phương pháp được đúc kết qua những bài học kinh nghiệm từ những doanh nhân thành công nhất như Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Massachusetts. Họ đều bắt đầu từ những ý tưởng và phát triển nó lên thành những công ty vĩ đại, và họ đều là những thiên tài trong việc tìm ra ý tưởng và sáng tạo trong những cơ hội ẩn giấu khắp nơi. Không nhất thiết phải có đầu óc sáng tạo mới có thể tạo ra cái mới. Tất cả đều nhờ áp dụng phương pháp hay mà ra. Cách để tạo ý tưởng mới, lồng ghép, kết hợp. Tạo ra ý tưởng mới bằng việc lồng ghép kết hợp giữa hai sản phẩm hoặc dịch vụ với nhau để tạo ra ý tưởng sản phẩm mới dựa trên ý tưởng cũ. Ví dụ như chúng ta kết hợp radio với cassette để tạo ra radio cassette. Cách thực hiện, việc của bạn là viết ra các từ ngữ vào từng mảnh giấy nhỏ và ghép chúng lại với nhau. Ví dụ, Massachusetts, ông ghép 3 nhóm từ màn hình, từ điển, âm thanh, từ đó tạo ra sản phẩm cho chiếc kim từ điển như ngày nay. Giải quyết vấn đề, phát hiện những vấn đề bất tiện trong đời sống hàng ngày và tìm cách giải quyết. Vì thực tế không có một sản phẩm hay dịch vụ nào hoàn hảo cả. Ví dụ, bút chì ngày xưa có thân tròn khiến nó bị lăn từ trên bàn xuống đất làm gãy đầu mũi. Sản phẩm mới, bút chì thân hình lục giác khắc phục vấn đề trên. Cách thực hiện, viết ra giấy để tìm kiếm ý tưởng kinh doanh dựa vào chữ bất, bất mãn, bất an, bất tiện, bất hợp lý. Quan sát trong cuộc sống hiện nay có những bất tiện, bất an, bất mãn, bất hợp lý nào? Đặt câu hỏi làm cách nào để giải quyết được các vấn đề đó hay không? Thử nghiệm có thể biến giải pháp đó thành mô hình kinh doanh được hay không? Tư duy theo chiều ngang.
Thay đổi hình dạng sản phẩm, tính năng, màu sắc, chất liệu, mục đích sử dụng của sản phẩm hoặc một bộ phận nào đó để tạo nên ý tưởng độc đáo mới lạ về sản phẩm. Ví dụ sản phẩm đèn bằng chai thủy tinh mang lại sự mới lạ trong hình dáng hay dụng cụ đa năng có thể mở nắp chai. Cách thực hiện, bạn dạo quanh các quán cà phê, pub, nhà hàng, vân vân. Bạn sẽ thấy những vật dụng đơn giản như đèn trang trí, bàn ghế, vật dụng khác đều khoác lên mình những thứ khác hẳn với bình thường bạn thấy. Từ đó bạn thử thay đổi hình dạng sản phẩm, tính năng, màu sắc của sản phẩm để có được sản phẩm sáng tạo theo ý của mình. Bước 2. Nghiên cứu thị trường và lập dự toán chi tiết. Việc bạn quyết định khởi nghiệp với sản phẩm dịch vụ ở bước 1, sau đó bạn tiếp tục bước 2. Bước này có thể nói là quá khó đối với người thiếu kiến thức tổng quan, thiếu kinh nghiệm chinh chiến. 1. Test thị trường. Tập trung vào việc nghiên cứu thị trường, phải chọn được hình mẫu của khách hàng tiềm năng, nghề nghiệp, độ tuổi, nơi ở, thói quen, v.v. Hiểu quy trình thực hiện công việc đó một cách rõ ràng giúp bạn tránh được sai lầm mất tiền không đáng có bằng cách xin vào làm một công việc nào đó có sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm. Mục đích là học việc, quan sát, học hỏi và rút kinh nghiệm mà không gặp rủi ro. Tránh được sai lầm bỏ một khoản tiền lớn, lao vào thực tế đến lúc mất tiền mới có kinh nghiệm. Cách này giúp bạn vẫn có kinh nghiệm mà không bị mất tiền, bạn đang học bằng tiền của người khác. Khi bạn đã hiểu được khách hàng tiềm năng cần tiếp cận, hiện nay bạn đang ở thời đại công nghệ 4.0 nên việc học hỏi kinh nghiệm của người khác. Cách nhìn tổng thể thì bạn chỉ cần lên kế hoạch cụ thể từng bước tiếp cận khách hàng. Để khách hàng biết đến bạn, bạn cần xây dựng cho mình 3 trang. Một trang thương hiệu cá nhân, có thể là web, Facebook, blog cá nhân. 2. Trang thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm của bạn. 3. Trang chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Điều này giúp khách hàng hiểu ra bạn là người họ nhìn thấy được, có hoạt động kinh doanh và học thêm được nhiều kiến thức từ trang chuyên gia trong lĩnh vực sản phẩm của bạn. 2. Lập dự toán. Khi bắt đầu khởi nghiệp, nhiều bạn cứ tuyên bố câu hùng hồn, hành động, trong khi đó bất kỳ một công việc nào muốn đạt được mục tiêu, bắt buộc, tiên quyết phải có kế hoạch và từng bước nhỏ để đạt được mục tiêu đó. Do đó, việc lập kế hoạch kinh doanh nhiều bạn đã không làm, dẫn đến không nắm rõ chi phí, có khi chi phí phát sinh gấp mấy lần chi phí ban đầu. Khi có kế hoạch các công việc, bạn phải làm rõ ai làm thế nào, chi phí bao nhiêu, thời gian làm lúc nào, mất bao lâu, có thể tiết kiệm được không. Từng công việc cụ thể sẽ cho ra các loại chi phí. Thông thường có hai loại chi phí sau. Chi phí cố định ban đầu bao gồm các khoản tiền bỏ ra đầu tư như tiền nhà, tiền đồ đạc, bàn ghế, thiết bị phục vụ công việc. Chi phí hàng tháng bao gồm tiền thuê mặt bằng, tiền lương nhân viên, tiền điện, nước, internet và tỷ loại phát sinh. Để khởi nghiệp, bạn cần quan tâm đến 4 loại chi phí cơ bản: tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhà, tiền cọc, tiền cơ sở vật chất, bàn ghế, máy tính, máy in, tiền nhân sự, trả lương cho nhân viên, tiền chuyên nghiệp, logo, bộ phận nhận diện thương hiệu, biển hiệu, card visit, catalog, web. Nhiều người mắc sai lầm phung phí nhiều khoản tiền vào thể hiện tính hoành tráng như mua ô tô châu Ách, tiền thuê mặt bằng rộng, trang trí hoành tráng, v.v. để rồi không còn những khoản tiền ưu tiên tạo ra doanh thu cho công ty và chưa nhìn nhận thực tế là khi bạn khởi nghiệp, bạn chỉ là siêu nhỏ. Đây là những điều cần tránh, hầu hết thất bại ngay từ khi khởi nghiệp. Bước 3. Đội nhóm và gọi vốn. Trong video tập 37, trước đây mình đã phân tích góc nhìn về tìm người đồng sáng lập. Bạn có thể xem lại video này và đọc bài viết đó trong trang bí mật của người giàu. Khá nhiều người khởi nghiệp một mình và họ vẫn thành công. Tuy nhiên, không ai có thể giỏi tất cả các kỹ năng. Việc tìm kiếm những người cùng chí hướng để biến ước mơ thành sự thật có ý nghĩa hơn nhiều. Đó là lý do vì sao bạn cần đội nhóm. Chính đội nhóm giúp bạn tăng tốc rất nhanh so với khởi nghiệp một mình. Nguyên lý đội nhóm cơ bản nhất: hai người chính nắm chủ yếu các công việc,
và có các điều khoản rõ ràng, cam kết giữa các bạn cùng nhóm. Tiếp đến, gọi vốn là một kỹ năng cần thiết để doanh nghiệp của bạn từ siêu nhỏ thành siêu lớn. Vì sao lại cần đến điều này? Đơn giản, bạn sẽ thấy lúc nào cũng thiếu vốn, tiền mặt không có nhiều, quỹ lương cho nhân viên hoặc cần mở rộng quy mô, có tiền để marketing và làm thương hiệu, nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng lòng tin với khách hàng. Tiền quá quan trọng, tuy nhiên, bước đầu khởi nghiệp bạn khó có thể tiếp được nhà đầu tư bơm tiền cho bạn. Bạn phải có gì đó có thể sâu ra lợi nhuận, tính khả thi thì mới thu hút được nhà đầu tư cung cấp tiền cho bạn. Sai lầm nhiều người là đợi tích lũy đủ tiền 3-10 năm rồi mới phát triển và mở rộng. Bạn có muốn rút ngắn còn vài tháng đến 1-2 năm không? Hãy nghĩ ngay đến cách dùng đòn bẩy. Xem bài viết của mình về đòn bẩy kỳ quan thứ 9 trong đầu tư kinh doanh. Bước 4. Tứ diện kinh doanh. Nhìn vào hình vẽ tứ diện kinh doanh là góc nhìn đầy đủ về bất kỳ công việc kinh doanh nào cũng đều có những thành phần chính yếu nhất gồm có xếp số 1 trên đỉnh của tứ diện, kỹ năng mà nhiều người còn thiếu và yếu. Marketing, như đã phân tích ở trên, bạn phải có ít nhất 3 trang và một kênh YouTube. Trong thời đại 4.0 bắt buộc bạn phải thực hiện nó để rút ngắn thời gian cũng như không lãng phí tiền vào những cách marketing cũ không còn phù hợp, phát tờ rơi, phát card visit, v.v. Xếp thứ hai sau khi khách hàng tìm đến bạn là kỹ năng bán hàng. Khách hàng đến với bạn, bạn không có kỹ năng bán hàng, chốt sale thì rất khó để có doanh thu và lợi nhuận. Một doanh nghiệp bất kỳ, chưa nói đến khởi nghiệp, đều bắt buộc phải làm tốt để có doanh thu và lợi nhuận thì 80% đều nằm ở marketing và bán hàng. Bạn hãy ghi nhớ điều này nhé. Thiếu hai kỹ năng này nên có thể hiểu tại sao 90% doanh nghiệp đều thất bại sau một năm. Đơn giản là thiếu tư duy, kỹ năng về marketing và bán hàng. Có khi marketing tốt, đôi khi lại loại bỏ bán hàng vì khách hàng ra quyết định mua hàng mà không cần tư vấn. Nếu marketing tốt mà khách hàng dở thì lãng phí tiền marketing. Xếp thứ ba trong tứ diện là chăm sóc khách hàng. Bạn bán hàng rồi thì không cần quan tâm đến khách hàng. Suy nghĩ như vậy là sai lầm. Điều bạn chú trọng hơn cả sau bán hàng là chăm sóc khách hàng, hỏi khách hàng có cần hỗ trợ, giúp đỡ gì không, sản phẩm dùng có đảm bảo không. Khi khách hàng yêu quý, tin tưởng thì họ sẽ giới thiệu cho nhiều người hơn dùng sản phẩm dịch vụ của bạn. Đỉnh cao của marketing là tiếp thị truyền miệng, không mất tiền mà hiệu quả cao nhất. Đồng thời chăm sóc khách hàng tốt, bạn có cơ hội bán thêm nhiều sản phẩm giá thành cao hơn. Cuối cùng, ở đáy của tứ diện kinh doanh là quản lý, gồm hai công việc chính, tiền và người, nhân sự. Một vấn đề đặt ra là bạn bán rất nhiều hàng, doanh thu nhiều nhưng không thấy tiền đâu cả. Đó là lý do bạn phải kiểm soát được tiền và quản lý được con người. Điều này làm cho chi phí hoạt động của doanh nghiệp thấp nhất có thể, tinh gọn nhất có thể. Nếu bạn quản lý giỏi, sẽ có nhiều người giỏi ở bên bạn. Nhân viên yêu quý bạn lúc này, sức mạnh đoàn kết có thể giúp bạn tiến xa và nhanh. Tất cả điều này, bạn và người đồng sáng lập cần xây dựng cho mình tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi nhằm tạo ra văn hóa doanh nghiệp sau này. Những con người đến với bạn đều đáp ứng tiêu chí bạn đề ra, phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp bạn xây dựng. Trong tứ diện kinh doanh, bạn phải nắm rõ trong lòng bàn tay và nhớ rằng tấn công tốt và phòng thủ phải hay. Khi đã có đầy đủ 4 phần của tứ diện kinh doanh, sản phẩm tốt, marketing và bán hàng tốt, chăm sóc khách hàng tốt, tiền mặt nhiều, nhân sự giỏi, cùng với một chiến lược đúng đắn, bạn sẽ có một thứ gọi là thương hiệu. Lợi ích của tứ diện kinh doanh là gì? Bạn biết điều gì mạnh và yếu, đồng thời tìm giải pháp. Bạn biết được từ hôm nay điều gì mà bạn cần phải tập trung trong tứ diện kinh doanh. Bạn biết cách đặt câu hỏi khi gặp một người kinh doanh thành công để học hỏi thêm. Như vậy, tất cả những điều trên đã giúp bạn nhận thức rõ kinh doanh có nguyên lý, quy tắc. Bạn chỉ cần nắm được. Nó như kim chỉ nam giúp bạn định hướng rõ và hành động đúng đắn. Từ đó bạn sẽ có kỹ năng chạm vào đâu cũng ra tiền. Trong nhiều trường hợp, bước 2 và bước 3, bạn có thể làm song song để rút ngắn được thời gian.
Đến đây mình xin kết thúc video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.